cô bác quý chị trước khi trở ra về á, thì cô Tư nói thôi hôm trước có mấy bạn xuống tắm thì đàn cá này lại quay quanh người đó, và hôm nay cô Tư nói thôi bữa nay con nhảy xuống con tắm để coi đàn cá nó quay quanh nha cô Tư nha. Này là mình có ảnh hưởng gì không? Cô Tư cho phép con mới dám nhảy xuống. Dạ, thì giới thiệu cô bác quý anh chị là đây là cái áo của Bùi Hồ mặc nè. Bây giờ mình sẽ cởi áo ra để mà mình đứng đó là cô thấy rồi nó mới xanh quanh, nó mới bu lại. Nó không sợ đúng không cô Tư? Mình thử cái độ nhảy đàn cá này như thế nào. Ở trong này có cái ống quẹt nè. Và lát nữa cô Tư cầm được con cái còn nhảy xuống thì chút xíu nữa con sẽ cầm cái máy quay. Để tao xuống lấy đồ. Dạ. Cô Tư xuống lấy đồ luôn. Mình thì đã chuẩn bị sẵn sàng để mà lao xuống cùng vui đùa với cái đàn cá kia. Thì đây không vì mục đích gì cả, nhưng mà cô Tư thử xem coi độ nhảy của đàn cá như thế nào. Tại vì mấy bạn kia thì cũng đã có nhảy xuống xem. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ tiếp tục một cái thử thách này thử xem nha. Thì để làm được cái việc này á, thì cô Tư qua bên kia kìa. Cô Tư đang lái đò, còn bạn kia thì sẽ cầm cái máy quay cho mình, mình sẽ đi xuống luôn. Hổng ngày cưng lái đò thay cho bà ngoại lâu chưa? À vậy hả? Lát anh xuống cưng gãy thức ăn hả? Dạ dạ. Gãy thức ăn cầm máy quay giùm anh nha. Dạ dạ. Đợi chút xíu nữa anh cầm máy quay đi xuống. Lấy thức ăn chưa? Dạ, anh chú đi em lấy. Có cần mà áo phao không? Ôi, nói xuống cái tụi bay cái nha. Ừ. Cưng, máy quay tắt rồi anh ơi. Cái màn hình màu đen cứ chạm vô. Chạm vô màn hình, thấy không? Ừ. Rồi, cưng xuống đây đi. Anh xuống bình thường. Chưa. Ôi, nước sâu quá. Không sao. Không sao. Không sao đúng không? Rồi cứ đẩy nước ăn. Ở đây có vẫn có những cái cây trà nè mà cô bác quý anh chị. Chưa, nó sẽ bu vòng vòng. Nó sẽ bu vòng vòng mình hả? Dạ. Nó không có sợ mình. Nhưng mà mình không vẫn xuống đây rồi mình không đụng nó. Cứ thảy nhiều nhiều đây. Hết lắm. Ở dưới đây có những cái cây nè. Dạ. Ở đây có những cái cây trà. Để mới đầu là mình thấy mấy cái trà để đừng có cho người ta đánh mất á anh. À. Anh rất là vui khi mà gặp những cái mình tắm như thế này mà đàn cá nó quay quanh như thế này. Dạ. Anh mượn miếng thức ăn ti. Nước ở đây cũng khá là sâu khi mà mình đây. Đây này cá. Ôi. Cho anh mượn miếng cái vị đó đây rồi cưng chút xíu nữa cưng lên lấy cái khác. Rồi. Đây. Cưng. Thấy nè. Nang. Thôi. Nói chung là mọi thứ là nó vui là em bắt được hết trơn à. Rồi. Nó lại gần anh luôn á. Dạ. Nó muốn ghẹt anh luôn nè. Trời ơi. Nó hàm á, nó như là nó ham ăn á, cái nó lại nó dành mấy con cá khác. Dạ. Anh đi ở dưới này bây giờ anh đụng nó nè. Dạ. Cho anh mượn cái máy nha. Đây. À, bây giờ mình sẽ cho lũ cá này ăn nha mọi người. Rồi. Rồi xuống tắm với nó luôn. Rồi. Lặn chung luôn. Lặn được không? Lặn được không Ti? Con cá mình kêu nó hôn mình nè. Cưng thảy thức ăn nhiều đừng là anh bắt đâu với. Ôi, đã ghê. Tắm chung với bầy cá rất là vui. Ừ. Cưng lấy trong lòng anh lạnh nha.
nhất là cái cảm giác đó mà khi mà người ta nói xuống một cái hồ cá thì cá nhiều thì nước nó sẽ hôi, nhưng mà đặc biệt là đàn cá này thì nước nó sẽ không bao giờ hôi, tại vì nước sông nó có thay, nó thay. Cứ chạm vô cái màn hình thử xem coi nó có bị mờ cái màn hình không. Dạ không, dạ không, dạ không, dạ không. Lau vô cái áo của cưng á. Ôi lặn thôi. Đã ghê. Giờ đây. Ok, đã. Bây giờ mình sẽ lội lội ra ngoài kia anh Ti. Cho anh miếng nước ăn đi. Nó bị hơi ố cái màn hình này. Đây. Mời mấy ăn đi. Nghe được cái mùi thức ăn nè. Giải thức ăn nhiều quá, nghe cái mùi thức ăn nó dụ mấy con cá. Tôi nãy ra nhảy ra miếng ra đi. Nè, 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 tôi em nhảy ra đi, tôi nhảy ra đi. Rồi, bấm lên chưa? Dạ rồi. Ôi. Ôi, con cá này bự quá, con cá này bự quá. Ê, ê. Thật ra thì mình rất là dở bắt cá, nhưng mà gặp cái đàn cá như thế này á thì dù cho dở như thế nào mình vẫn có thể bắt nó một cách, bắt chúng nó một cách dễ dàng. Và mình coi không có ý gì mà để mà xúc phạm nó, và chỉ vui với nó thôi. Nhưng mà nó rất là vui. Cô bác quý chị, video clip này chủ yếu là để thử cái độ thân thiện của bầy cá với con người, cũng như là với mình với nó. Cùng đùa và giỡn với nó cho cô bác quý chị xem. Và video clip này đến đây là phần kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Để mình kiếm con nào nữa mình bắt mình dỡ lên cho mọi người xem với. Ở đây đây cá không ạ. Ôi ghê. Rồi chào mọi người nha. Rồi cứ bấm dần giùm anh đi.